vui được đồng hành với bà con và quý khán giả của bản tin 365 ngày chuyển động. Mời bà con và quý khán giả cùng điểm qua thông tin nổi bật hôm nay. Sau Tiền Giang, Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng cũng đã xuất khẩu lô vú sữa đầu tiên sang Mỹ như cơ hội cho nhà vườn miền Tây. Các loại trái cây độc lạ được chuẩn bị để ra lò. Lâm Đồng đầu tư mạnh cho chăn nuôi heo theo công nghệ sinh học, nâng chất lượng thịt phục vụ tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Nếu cây bơ phát triển đất trời răng, đơn dương thì khoa cúc đang sinh sôi ở vùng Phú Sơn, Lâm Hà cho thu nhập khá cao. Thưa quý khán giả và bà con, các công ty xuất nhập khẩu trái cây đang tận dụng tiềm năng trái vú sữa xuất khẩu sang Mỹ đã phối hợp chặt chẽ với nhà vườn thu mua những diện tích vú sữa đạt chuẩn. Tiền Giang, Cần Thơ là hai vùng trồng vú sữa lớn nhất nhì ở đồng bằng sông Cửu Long đã có những lô hàng vú sữa lên máy bay đi Mỹ. Tin vui là vú sữa đi Mỹ tiếp tục lan rộng đến nhà vườn ở Sóc Trăng. Cụ thể là có 2 tấn vú sữa của hợp tác xã Trinh Phú, huyện Kế Sách của tỉnh này đã được công ty Vina TNT Group thu mua để xuất khẩu sang Mỹ. Đây là hoạt động cụ thể hóa dự án phát triển kèn trái đặc sản của Sóc Trăng. Hiện tỉnh Sóc Trăng có 1.500 hectare trồng vú sữa. Tỉnh cũng xác định sẽ chuyển dần sang sản xuất theo tiêu chuẩn xuất khẩu nhằm tăng giá trị kinh tế cho cây vú sữa. Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ tăng cường liên kết với các doanh nghiệp để tìm đầu ra cho cây ăn trái nói chung và các sản phẩm nông sản đặc sản của địa phương nói riêng. Nâng cao chất lượng sản xuất không dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và đảm bảo các tiêu chuẩn để vú sữa miền Tây đi Mỹ thuận lợi là một cách để nâng cao giá trị trái cây. Nhà vườn cũng có cách tạo hình cho trái cây để có những sản phẩm độc lạ và đây là một phương thức để nâng cao giá trị cho nông sản. Các loại trái cây được tạo hình hiện nay như là dừa hồ lô, bưởi hồ lô, dừa in chữ để phục vụ chương tết hiện nay rất khúc hàng. Mới đây một chàng trai xứ dừa Bến Tre lại tiếp tục tạo hình thành công với trái bưởi chuông, bưởi thỏi vàng chuẩn bị cho dịp đón Tết. Mời quý khán giả và bà con cùng xem những hình ảnh độc đáo như này ngay sau đây. Đối tiếp thành công từ những loại trái cây các năm trước, mùa Tết Nguyên Đán năm nay, anh Huỳnh Thanh Tâm ở tỉnh Bến Tre tiếp tục nghiên cứu thành công loại bưởi thỏi vàng, bưởi vuông 6 mặt. Trong đó có 4 mặt xung quanh được in nổi các chữ thư pháp tài lộc. Còn lại mặt bên trên là phần cuống, mặt dưới là đế. Thì trái bưởi da xanh thì của Bến Tre thì hiện tại nó là một đặc sản rất là nổi tiếng. Thì chính vì Tâm muốn nâng cao giá trị của trái bưởi da xanh của Bến Tre mình lên, cũng giống như trái dừa đó, thì Tâm nghiên cứu, Tâm tạo hình và in chữ lên trái bưởi da xanh của mình. Được biết loại bưởi anh Tâm chọn để tạo hình là bưởi da xanh, vì lý do loại bưởi này có vỏ sần sùi, kích thước không đồng đều nhau, mà từ trước đến nay chưa có ai tạo hình trên bưởi da xanh. Nhưng trải qua nhiều lần thử nghiệm thất bại, chàng trai xứ dừa đã thành công với bưởi thổi vàng và bưởi vuông. Để tạo ra sản phẩm độc lạ này, anh Tâm cho biết, khi bưởi được khoảng 2 tháng tuổi thì bắt đầu cho vào khuôn nén, đến 5 tháng sau sẽ thành phẩm. Với việc tạo hình này, trái bưởi da xanh thông thường khoảng 2kg sẽ nén còn khoảng 1,3kg đến 1,5kg. Dự kiến loại trái độc đáo này sẽ rất hút hàng trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019. Bởi hình dạng lạ mắt, ý nghĩa tài lộc, may mắn, trái có thể chưng hơn 1 tháng và phần muối bên trong ăn được. Miền Tây thì không chỉ phong phú bởi trái cây mà cá tôm thì cũng đầy ắp. Hiện nay thì nước nổi đã rút nên lượng cá đồng cũng giảm so với những tháng mùa nước. Chủng loại cá cũng không phong phú bằng những tháng mùa nước. Nhưng không khí cá tại chợ cá truyền thống khá nhộn nhịp. Lúc này một loại cá quen thuộc mỗi ngày thì bán được vài tấn. Tôi biết là chị Huỳnh Dư đang thông tin đến quý khán giả và bà con. Không khí tại chợ cá Trường Xuân thuộc huyện Tháp 10 của tỉnh Đồng Tháp để được xem là một trong những khu chợ cá đồng lớn nhất nhì miền Tây. Mỗi ngày thì nơi đây xuất bán trên 3 tấn cá chốt. Mặc dù lượng cá giảm hơn so với mùa nước, nhưng vẫn nhiều hơn thời điểm cùng kỳ năm trước. Do nước rút, người dân bơm nước chuẩn bị xuống giống, nên bên cạnh các loại cá như cá rô, cá lóc, thì cá cho các hộ đánh bắt bán về chợ cá đồng Trường Xuân, hiện tại chủ yếu là cá chốt và cá chèn. Trung bình mỗi ngày có khoảng 6 tấn cá các loại được thu mua và xuất bán. Trong đó có hơn 3 tấn là cá chèn và cá chốt. Sau khi thu mua, ngoài bán lại cho thương lái, một số hộ còn làm khô cá chốt, rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Ông bà ta hay nói, đất lành chim đậu,
những ngày gần đây ở diện tích lúa ô bao đông, kênh Tương Mới ở ấp 6AB, xã Trường Xuân, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp có hàng ngàn con cò trắng tập trung về đây đã tạo nên hình ảnh rất là đẹp. Bây giờ thì xin mời bà con và quý khán giả cùng xem một vài hình ảnh đẹp nơi này. Do những diện tích này nông dân đang làm đất chuẩn bị xuống giống nên có hàng ngàn con cò trắng tập trung về đây để tìm thức ăn, tạo nên hình ảnh rất đẹp mắt. Điều đáng nói là do người dân nơi đây không săn bắt nên chúng rất thân thiện với con người. Chúng tìm thức ăn cách người nông dân đang làm chỉ vài mét. Mỗi khi có cơn gió, đàn cò lại bay lượn trên không trung rất đẹp rồi lại tiếp tục đậu xuống tìm thức ăn. Đây là khung cảnh lý thú tuyệt đẹp, một nét chấm phá thiên nhiên tạo nên một miền quê đầy thú vị nếu chẳng biết bao là du khách tìm đến đây để khám phá và trải nghiệm. Nhân Quỳnh Như và Minh Thiện mời bà con cùng đến với vùng đất Lâm Đồng, một tỉnh ở vùng Tây Nguyên đang sôi nổi công tác chuyển đổi cây trồng vật nuôi, áp dụng quy trình hiện đại làm giàu. Trước các thông tin sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, thời gian qua, hơn ngày hết, người nông dân càng ý thức rõ hơn về việc chăn nuôi đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng và vệ sinh môi trường. Có như thế thì hiệu quả kinh tế mà chăn nuôi mang lại mới ổn định và bền vững. Và nông dân Lâm Đồng thì cũng đang tìm hiểu chăn nuôi heo áp dụng công nghệ sinh học. Chia sẻ với phóng viên chúng tôi về lý do chuyển hướng sang chăn nuôi heo áp dụng công nghệ sinh học, một nông dân ở huyện Bảo Lâm cho biết chăn nuôi heo thịt bằng men ủ vi sinh trên nền đệm lót sinh học thì sẽ giảm thiểu ô nhiễm môi trường và ngăn ngừa dịch bệnh có thể xảy ra cho cả người và vật nuôi. Nhà nông Phạm Đức Tài ở xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm cho biết chăn nuôi trên nền đệm lót sinh học là phương pháp sử dụng vi khuẩn lên men có khả năng phân giải chất hữu cơ và ức chế các vi sinh vật có hại, tiêu hủy phân, nước tiểu, làm giảm các khí độc và mùi hôi trong chuồng. Nguyên liệu được sử dụng làm đệm lót chuồng đơn giản và quen thuộc cho người nông dân như bùn cưa, trấu, vỏ đậu phộng, lõi bắp được nghiền nhỏ trộn với men vi sinh. Người chăn nuôi có thể thực hiện một cách dễ dàng, các tiêu chuẩn kỹ thuật cũng không quá phức tạp. Thực tế, từ mô hình nuôi heo trên đệm lót sinh học cho thấy chi phí đầu tư ban đầu khoảng 70-75 ngàn đồng một mét vuông đệm, thời gian sử dụng được vài năm nhưng giảm được 60% công lao động. Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Lâm Đồng cho biết, qua 3 năm 2016-2018 thực hiện đề án phát triển bò thịt cao sản, đến nay tổng đàn bò thịt trên địa bàn tỉnh đạt trên 87.000 con. Trong đó, tỷ lệ đàn bò lai đạt trên 67%, khoảng 55.000 con. Với đàn bò lai cao sản chiếm đến 12% tổng đàn bò lai, khoảng 7.000 con. Tỷ lệ bò thịt và bò lai đều tăng. Các địa phương có đàn bò thịt phát triển mạnh là huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Cát Tiên, Lâm Hà, Di Linh, Đà Quay. Bên cạnh đó, công tác nhập nội lai tạo một số giống bò cao sản được người dân quan tâm đưa vào sản xuất, chăn nuôi tại các địa phương có đàn bò thịt phát triển. Đây là cơ sở để tỉnh đẩy mạnh số lượng và chất lượng đàn bò thịt cao sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Thu hút đầu tư tạo môi trường thông thoáng cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp đang được tỉnh Lâm Đồng thực hiện. Ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc với công ty cổ phần Nafood Group Nghệ An về việc đầu tư phát triển vùng nguyên liệu rau củ quả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đây là một trong những công ty lớn chuyên sản xuất chế biến các mặt hàng nông sản xuất khẩu. Công ty chọn Lâm Đồng là nơi có thế mạnh về sản xuất phong phú đa dạng các loại nông sản chất lượng, an toàn và hệ thống các công ty chế biến nông sản quy tụ về sẽ là thế mạnh để công ty và tỉnh Lâm Đồng hợp tác phát triển trong đầu tư phát triển nông nghiệp. Phía công ty cổ phần Nafood Group đang sản xuất các loại nước ép phù đặc, sấy dẻo và xúc tươi 10 loại quả, trong đó có 5 quả ưu tiên đặc biệt. Có 3 quả được sản xuất theo chuỗi khép kín, từ việc chủ động giống đến tiêu thụ như cam dây, chanh chua, bơ. Hiện tại, công ty cổ phần Nafood Group mong muốn tìm kiếm các loại nông sản sạch, thế mạnh của Lâm Đồng, đồng thời hợp tác với các đơn vị chế biến nông sản tại Lâm Đồng, chế biến các sản phẩm mang thương hiệu Nafood với sự hỗ trợ kỹ thuật và giám sát chất lượng của công ty. Lâm Đồng không chỉ có các mặt hàng nông sản thông thường mà còn có thế mạnh từ cây dược liệu. Đặc biệt, công ty quan tâm đến việc thu mua quả tươi và chế biến các sản phẩm từ cây siêu quả Magic S để làm mứt sấy dẻo, nước cốt, rượu vang, tỉnh có thể đáp ứng nhu cầu. Ngay sau buổi làm việc này, công ty đề xuất tỉnh Lâm Đồng bố trí 10 hectare để công ty xây dựng kho bảo quản nguyên liệu. Dự kiến công ty sẽ cần đến 5.000 hectare trồng cà chua và các loại rau, cùng với 5.000 hectare trồng cây Magic S
để cung cấp nguyên liệu chế biến. Ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khẳng định sự hợp tác này sẽ là triển vọng nâng cao giá trị nông sản địa phương, tránh tình trạng được mua mất giá như thời gian qua, giúp nông dân tăng thu nhập. Những năm gần đây, khi cây cà phê ở nhiều vùng đất bị nhiễm bệnh và không còn mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân, thậm chí có những vùng cây cà phê không thể phát triển. Chính vì vậy, lựa chọn một loại cây trồng mới để thay thế là điều cần thiết. Và ngày hôm qua thì tôi nhớ tại thị trấn Đờ Răng, người dân cũng đã linh hoạt chuyển đổi từ cây cà phê sang cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Chị Huỳnh Như và quý khán giả cũng biết là nông dân tỉnh Lâm Đồng thì đã thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp. Không có ôm khư khư một loại cây trồng nữa. Đối với những loại cây mà không sinh lợi nhuận thì bà con chuyển đổi theo chủ trương của tỉnh, được hỗ trợ kỹ thuật, vốn sản xuất. Giờ đây còn được hỗ trợ từ nhà nước, hoặc là họ rất mạnh dạn đi theo con đường làm ăn của mình bằng nguồn vốn nhà nước hỗ trợ. Mô hình trồng hoa cúc đang là thế mạnh của nhiều nông dân ở Phú Sơn, Lâm Hà, Lâm Đồng. Mời bà con cùng theo dõi phóng sự sau đây. Về giới vùng đất Phú Sơn, Lâm Hà, ngoài phát triển chủ là ba, thì hoa cúc hiện cũng đang là lựa chọn thay thế hiệu quả cho nơi này. Chỉ mới phát triển một năm nay, nhưng những nhà lồng trồng hoa cúc đã mang đến diện mạo mới cho vùng nông thôn Lâm Hà, với nguồn thu nhập được cải thiện đáng kể. Người dân cũng do cái cà phê nó bấp bênh quá, rồi giá cả nó không ổn định, nên bây giờ là riêng tại thôn Ngọc Sơn Ba này là cây cà phê đất thì bị nhiễm bệnh, cho nên là trồng cây cà phê không sẽ lên được nữa, cho nên là họ chuyển đổi từ cây cà phê qua trồng hoa, chứ còn rau thì chưa có, thì công nghệ cao. Nên chúng đa số là bây giờ là người ta bước đầu nhưng mà thấy cũng có hiệu quả. Anh Trương Thành Long, một trong dân trẻ gắn bó với cây cà phê từ nhỏ, trên diện tích 3 sào thì trồng cà phê mang lại thu nhập rất thấp. Thế nên anh quyết định phải làm gì đó để cải thiện kinh tế, khai thác được hết công suất của 3.000 mét vuông đất. Dòng hoa cúc chính là lựa chọn của anh. Trồng hoa cúc không cần phải có diện tích quá lớn, lại nhanh quay vòng vốn khi mỗi năm có thể trồng được 3-4 vụ qua. Và với giá hoa cúc ở mức 2-3.000 đồng một cành, thì đây là loại cây mang lại giá trị kinh tế khá cao cho người nông dân, khi mỗi vụ thu hoạch mang về hàng trăm triệu đồng. Mới trồng đây thì thấy giá cả nó cũng được nè, với lại nó cũng hợp với ở đây nữa, trồng bông cũng đẹp. Giá cà phê bây giờ thì bấp bênh quá, nhưng chuyển đổi qua cái khác để làm. Đương nhiên, việc đầu tư ban đầu xây dựng nhà lồng là rất cao, khoảng 250 triệu đồng một sào nhà lồng, nên hiện chỉ có một số hộ gia đình có điều kiện mới có thể đầu tư trồng hoa cúc. Đến thời điểm hiện tại, toàn xã Phú Sơn có 4 hộ trồng hoa cúc với diện tích khoảng 1 hectare, và chủ yếu là giống cúc kim cương. Được biết, địa phương cũng đang khuyến khích phát triển mô hình này thay cho những diện tích cây trồng kém năng suất với mức hỗ trợ vay vốn 50%. Định hướng thì mình cũng mong muốn là nhà nước là cố gắng tạo nguồn vốn với hai cái kỹ thuật, thứ ba là cái đầu ra cho người dân để người ta gọi là phát triển, nó gọi là bền vững, coi như là cái kinh tế người ta ổn định để người ta phát triển kinh tế. Trồng hoa cúc ở Phú Sơn bước đầu đã cho thấy hiệu quả nhất định. Đất sản xuất chuyển đổi hoàn toàn mới với loại cây trồng này nên dịch bệnh hầu như chưa xuất hiện. Đây chính là lợi thế của vùng đất này. Tuy nhiên, để việc phát triển một loại cây trồng mới thành công hơn nữa thì vẫn cần có sự kết hợp của chính quyền địa phương, ngành chức năng và người nông dân. Phát triển trồng quy hoạch có sự đầu tư nghiên cứu về mặt kỹ thuật và tìm hiểu về đầu ra. Có như vậy thì việc nhân rộng mô hình mới có thể mang lại hiệu quả thiết thực. Vốn đầu tư trồng hoa cúc không phải ít, ai có vốn nhiều và kỹ thuật cao thì mới dám thử sức. Nhưng được cái là đầu ra của thị trường hoa cúc rất là rộng, đó cũng là yếu tố giúp cho nông dân phát triển mạnh cây hoa cúc. Vâng, đúng vậy. Và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin 365 ngày chuyển động hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả và bà con trong bản tin ngày mai.